Okay, chào các bác. Hôm nay ngày 3 tháng 5 năm 2020. Đợt này lâu lâu em không lên máy rửa bát mải bán điều hòa. Hôm nay lên với các bác giới thiệu một cái con máy rửa bát của Panasonic. Con này có mã TL7 nhé. Hàng em vừa về ngày hôm nay rất là đẹp. Đấy, tình trạng thì là vỏ mặt mũi nguyên bản trắng đều đẹp. Đấy, mặt mũi nguyên bản nhé, không sơn gì đâu. Đấy, cũng có con sơn, con khơm, con này thì không sơn. Mặt mũi còn rất đẹp, lưng cũng rất là đẹp. Lưng cũng nguyên bản, không sơn. Đấy. Panasonic đời 2014 rất là đẹp. Đấy. Chung là con này nguyên bản không sơn tí nào cả, lưng nhé, mặt sẽ rất là đẹp. 2014 mà. Đây là 7. Tình trạng máy vỏ rất là đẹp, ruột cũng rất là đẹp. Giờ là nhiều bác hỏi máy rửa bát quá mà hàng thì không có. Răng chỉ rất là mới nhé. Em đang test rất là kia, nước rất là nóng rồi. Bên trong ruột cũng rất là sạch đẹp. Panasonic NPTL7 này. TL7 để em bán là 8,2 triệu, giá không có đổi nguồn, không có phí ship nữa. Các bác nào nhu cầu mua thì các bác liên hệ nhé. Cảm ơn các bác.